Chúa ơi, chúng con dâng lời tạ ơn Ngài. Ngài cho chúng con được làm con của Ngài. Ngài ban quyền năng của Ngài cho chúng con, để chúng con đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và Chúa, trong mọi cách, Thánh Linh Ngài giúp chúng con được chuyển động ở trong Ngài, cùng với nhịp đập của Đức Thánh Linh, chúng con cùng nhận lãnh ý muốn của Đức Chúa Trời cho chính cuộc đời của chúng con. Xin Chúa Ngài đồng hành, Ngài nhắc nhở, Ngài tỉnh thức đời sống của chúng con, để mỗi đời sống của chúng con sẽ bày tỏ mùi thơm của Đấng Christ ra khắp chốn. Xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, xin ban ơn cho chúng con, để chúng con có thể làm vinh hiển danh của Chúa. Amen. Chúng con nhờ cậy Ngài hoàn toàn, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa vì thì giờ chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa ở trong phòng Zoom này. Con cũng cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho các ban tiếp theo được đầy ơn, đầy sự sức giàu của Chúa, để thờ phượng Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa, để chúng con được chìm ngập ở trong Thánh Linh của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh vừa qua. Ngợi khen Cha. Xin ở cùng chúng con. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.